Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chiếc xe mới của Toyota là Corolla Cross SEV 2025 nhé. 3 năm sau ngày ra mắt lần đầu tiên tại Thái Lan, Toyota Corolla Cross đã được nâng cấp giữa vòng đời tại thị trường Đông Nam Á này trước khi lên đường sang các quốc gia khác trong khu vực. Ở lần trở lại này, trang bị xe được nâng cấp trong khi biểu giá tham khảo không đổi. Giá khởi điểm tham khảo của dòng xe này hiện vẫn là 999.000 baht tại Thái Lan, 679,9 triệu đồng. Những thay đổi ngoại thất được thực hiện đưa Toyota Corolla Cross bản Đông Nam Á tiến gần hơn tới bản quốc tế. Thay đổi rõ nhất tới từ khu vực đầu xe, nơi cụm đèn pha LED được làm lại rõ rệt giống bản Nhật và châu Âu. Tuy nhiên, các tinh chỉnh khác được thực hiện lại dành riêng cho khu vực Đông Nam Á. Một ví dụ có thể kể tới là tản nhiệt đầu xe này tách làm hai với nửa trên nhỏ nhắn còn nửa dưới là mắt lưới hình tổ ong. Giao diện này, tham khảo từ đội hình tập đoàn Toyota, khá giống Lexus AX. Lui xuống một chút, hốc gió đầu xe đặt sát phía trên đèn sương mù. Một số trang bị đáng chú ý khác bên ngoài bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, cửa hậu mở bằng thao tác đá chân, xi nhan tuần tự và đèn hậu LED mới. Một tùy chọn mâm hợp kim 18 inch 2 tông màu cao cấp được bổ sung đi kèm lốp 225/50R18. Trên các bản cao cấp nhất, xe có thêm hỗ trợ phanh khi đỗ xe. Một số công nghệ hay trang bị tiêu chuẩn, trong khi đó, có thể kể tới kiểm soát cân bằng chủ động, kiểm soát lực bám đường, phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát áp suất lốp và 7 túi khí. Nội thất sang trọng, trên phiên bản Hybrid cao cấp, trước mặt người lái xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Trung tâm táp lô mặc định xuất hiện màn 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Bước vào bên trong Corolla Cross SEV, bạn sẽ được chào đón bởi một ốc đảo sang trọng và tiện nghi. Nội thất là nơi tôn nghiêm của thiết kế hiện đại, được lựa chọn tỉ mỉ để mang đến sự kết hợp hài hòa giữa phong cách và chức năng. Tấm sạc không dây là minh chứng cho cam kết của xe về sự tiện lợi, mang đến khả năng bổ sung năng lượng dễ dàng cho các thiết bị của bạn khi đang di chuyển. Trong khi đó, hệ thống giải trí 10,1 inch đóng vai trò là trung tâm kết nối thần kinh, tích hợp liền mạch các chức năng Apple CarPlay, Android Auto, USB và Bluetooth để giúp bạn giải trí và cập nhật thông tin trong suốt chuyến đi trong đô thị. Từ chất liệu bọc sang trọng cho đến thiết kế tiện dụng của ghế, mọi yếu tố đều được chế tạo một cách chính xác và cẩn thận, đảm bảo rằng mỗi hành trình là một bản giao hưởng của sự thoải mái và tinh tế. Về bản chất, Toyota Corolla Cross SEV vượt xa lĩnh vực vận tải đơn thuần. Đó là một kiệt tác của sự tinh tế của đô thị, một hiện thân của phong cách, sự đổi mới và sức mạnh công nghệ. Với ngoại thất quyến rũ và nội thất sang trọng, chiếc xe này tái định nghĩa bản chất của sự thanh lịch trong đô thị. Mời bạn tham gia vào một cuộc hành trình mà mỗi khoảnh khắc đều là sự tôn vinh của thiết kế hiện đại và sự sang trọng vượt thời gian. Trung tâm của điều kỳ diệu này là động cơ xăng 1.8 lít được thiết kế tỉ mỉ với 4 xi lanh, được hiệu chỉnh tỉ mỉ để mang lại sự cân bằng tối ưu giữa công suất và hiệu suất. Động cơ được tinh chỉnh tinh xảo này tạo ra mô men xoắn cực đại 172 Nm, đảm bảo trải nghiệm lái phấn khích trên nhiều địa hình đô thị khác nhau. Tuy nhiên, điểm nổi bật thực sự của Corolla Cross SEV nằm ở hiệu quả vô song của nó. Với mức tiêu thụ nhiên liệu từ 3,9 đến 4,6 lít, 100 km, chiếc xe này đặt ra tiêu chuẩn mới cho việc di chuyển thân thiện với môi trường trong đô thị. Bằng cách tích hợp liền mạch công nghệ hybrid tiên tiến với động cơ đốt trong cải tiến, Corolla Cross SEV đạt được sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất và tính bền vững, thể hiện tinh thần lái xe có trách nhiệm trong đô thị. Về bản chất, Toyota Corolla Cross Hybrid Electric vượt xa khả năng vận chuyển đơn thuần. Nó thể hiện sự thay đổi mô hình hướng tới lối sống đô thị tinh tế hơn và có ý thức về môi trường hơn. Với hệ thống động cơ cải tiến, chiếc xe này không chỉ nâng cao trải nghiệm lái mà còn mở đường cho một tương lai xanh hơn và bền vững hơn trong cảnh quan đô thị.